Phiên xét xử Trương Mỹ Lan và các đồng phạm vào ngày 26 tháng 9 tiếp tục phần xét hỏi đối với nhóm tội danh vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trước câu hỏi của chủ tọa về nguồn tiền chuyển đi nước ngoài từ đâu, bà Lan khai rằng đó là tiền từ nước ngoài cho vay từ trước. Theo bà Lan, bằng quan hệ và uy tín cá nhân đã thuyết phục được các đối tác nước ngoài cho vay tiền để thực hiện các dự án ở Việt Nam. Các đối tác không đòi hỏi điều kiện hay thủ tục gì mà sẵn sàng cho vay trong thời gian ngắn, từ 3 đến 6 tháng. Bà Lan giải thích về việc chỉ đạo thuộc cấp lập các hợp đồng khống. Người ta chịu cho vay là mừng lắm rồi, nếu mình sử dụng sai mục đích thì đối tác nước ngoài sẽ đòi lại tiền, nên bị cáo không nghĩ các hợp đồng vay là các hợp đồng khống, hợp đồng giả cách. Cũng theo bà Lan, để tiền được chuyển về Việt Nam phải trải qua quá trình kiểm soát rất khắt khe từ phía cơ quan nhà nước. Ngoài ra, bà Lan khẳng định bản thân không trực tiếp thực hiện hợp đồng mà chỉ lên kế hoạch về dòng tiền. Bà Lan nói, bị cáo chỉ biết rằng khi cần tiền thì sẽ nhận được tiền, còn quy trình, trình tự thủ tục thì bị cáo không biết. Hội đồng xét xử đặt câu hỏi có ý kiến gì về việc các cựu lãnh đạo SCB làm sai quy trình để giúp bị cáo nhận tiền và chuyển tiền thông qua hệ thống ngân hàng SCB. Bà Lan trả lời, chuyển tiền đi nước ngoài không liên quan đến Vạn Thịnh Phát, công ty không hề tham gia. Bị cáo chỉ biết lãnh đạo SCB nói cần tiền gấp để trang trải chi phí. Bị cáo sẽ nhờ nước ngoài cho vay. Các bị cáo trong nhóm tội vận chuyển tiền trái phép qua biên giới khai không sai, bị cáo xin nhận trách nhiệm về việc này. Thừa nhận tội trạng như truy tố, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn là cựu giám đốc SCB khai nhận từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 7 năm 2020, bị cáo đã ký duyệt 20 lệnh chuyển tiền ra nước ngoài với tổng số tiền là 516 triệu đô la Mỹ tương đương 11.998 tỷ đồng. Cũng theo lời khai của Văn, quá trình phê duyệt chuyển tiền ra nước ngoài không thấy hồ sơ nào có ghi chú thiếu hồ sơ để bị cáo cân nhắc, bị cáo cũng khẳng định là mình phê duyệt theo thẩm quyền, không có ai chỉ đạo. Bị cáo Văn trần tình, quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo không hiểu tại sao lại như vậy. Cho tới khi được giải thích việc chuyển tiền liên quan đến khoản vay của Vạn Thịnh Phát ở nước ngoài, vì trong đó có thanh tra giám sát, không phát hiện sai phạm gì liên quan đến chuyển tiền đến nước ngoài, nên bị cáo rất yên tâm ký duyệt, không ngờ lại sai phạm. Chiều ngày 25 tháng 9, phiên xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi của Viện Kiểm sát và luật sư đối với nhóm tội danh rửa tiền. Trước câu hỏi của đại diện Viện Kiểm sát về việc mở bao nhiêu thẻ ở ngân hàng SCB, bị cáo chủ lập cơ trả lời không nhớ và tôn trọng quy kết của cáo trạng. Cũng theo ông chủ lập cơ, hạn mức mỗi thẻ là 10 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chi tiêu hết bao nhiêu thì không nhớ. Đại diện viện kiểm sát tiếp tục đặt câu hỏi, cáo trạng xác định từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bị cáo tiêu hết hơn 225 tỷ đồng trong tài khoản, bị cáo có biết nguồn tiền nộp vào các thẻ từ đâu hay không? Với câu hỏi này, bị cáo Chu Lập Cơ khai nhận không sử dụng thẻ mở tại ngân hàng SCB mà chỉ sử dụng các thẻ mở tại Hồng Kông Trung Quốc. Trước câu trả lời này, viện kiểm sát tiếp tục truy vấn, vì sao tại cơ quan điều tra và phiên tòa vào sáng ngày 25 tháng 9, bị cáo thừa nhận việc chi tiêu từ các thẻ tín dụng của ngân hàng SCB. Ông Chu lập cơ lý giải, bị cáo nghĩ rằng các thẻ tín dụng này là do văn phòng công ty tại Việt Nam mở và thanh toán, chỉ đến khi nhận được kết luận điều tra, bị cáo mới biết ba thẻ tín dụng này được mở tại ngân hàng SCB và có liên quan tới vợ. Không đồng ý với lời khai của chồng, bà Trương Mỹ Lan trình bày, chồng bị cáo bị tạm giam hơn 2 năm rồi nên tinh thần chịu ảnh hưởng, anh ấy không nhớ nên nói sử dụng 3 thẻ của SCB. Thực tế ngân hàng SCB chỉ phát hành 2 thẻ là Visa và Master cho chồng của bị cáo. Anh chủ yếu sử dụng các thẻ mở tại nước ngoài, do bị cáo muốn ủng hộ cho ngân hàng SCB nên mới ép anh sử dụng hai thẻ. Việc nộp tiền vào thẻ như thế nào, anh ấy hoàn toàn không biết. Ngoài ra, bà Lan tiếp tục đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về tội tham ô tài sản, bị truy tố, xét xử ở giai đoạn 1, bà Lan cũng cho rằng là mình bị oan. Bị cáo Lan nói, bị cáo không bao giờ nghĩ sẽ rơi vào thảm cảnh như ngày hôm nay. Đâu có một người nào tham ô mà toàn bộ tài sản nằm hết ở ngân hàng SCB. Làm sao có người tham ô mà không có đồng nào? trả lời câu hỏi của viện kiểm sát về việc tại sao phải xin ý kiến của bị cáo trương mỹ lan trong việc đi trả nợ các khoản vay bị cáo trần thị mỹ dung là phó tổng giám đốc của ngân hàng scb giải thích khi bị cáo lên nhậm chức có nhận bàn giao của các lãnh đạo cũ trong đó có những việc mà bà nguyễn phương hồng là cựu thành viên hội đồng quản trị phó tổng giám đốc ngân hàng scb hiện đã chết để lại và dặn là liên hệ với bà lan trước câu hỏi của đại diện viện kiểm sát là với nhận thức của bị cáo, nếu không có ý kiến của bị cáo Lan thì có thực hiện việc giải ngân để trả cho các ngân hàng khác không? Bị cáo Dung trả lời là không. Sáng ngày 25 tháng 9, phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 bước sang ngày thứ năm, hội đồng xét xử đã thẩm vấn bà Trương Mỹ Lan là chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát về hành vi rửa tiền. Ở tội danh này, ngoài bà Lan còn có bị cáo Chu Lập Cơ là chồng của bà Lan và bảy bị cáo khác theo cáo buộc, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo thuộc cấp chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức hóa nguồn gốc bất hợp pháp số tiền 445.748 tỷ đồng do bà Lan phạm tội mà có để chi cho các cá nhân chuyển tiền ra nước ngoài, thanh toán các khoản chi cá nhân của Trương Mỹ Lan và Chu Lập Cơ vân vân. Khi được hội đồng xét xử hỏi về việc sử dụng 455.748 tỷ đồng mà bị cáo bị truy tố về tội danh rửa tiền, bà Trương Mỹ Lan trả lời rằng cũng chỉ một số tiền mà truy tố bị cáo 4 tội danh, vì vậy mong hội đồng xét xử xem xét. Tại tòa, bà Lan cũng xác nhận vẫn giữ lời khai đã khai tại cơ quan điều tra. Khi chủ tọa phiên tòa cho biết các bị cáo khác khai rằng bị cáo Lan có sử dụng tiền vào mục đích cá nhân, bà Lan cho rằng số tiền này là xuyên suốt cả thời gian dài và chỉ để cứu ngân hàng SCB khỏi khó khăn. Trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử rằng có nhớ việc ngân hàng SCB giải ngân 445.748 tỷ đồng như thế nào, bà Lan nói trong giai đoạn đó, ngân hàng SCB đã giải ngân nợ xấu trên 300.000 tỷ đồng, còn thiếu tiền giải ngân nợ, bà Lan mang thêm tài sản vào thế chấp. Trả lời hội đồng xét xử về các khoản tiền ra khỏi ngân hàng SCB, bà Lan nói ngân hàng SCB không có tiền, đó là tiền vay trả để giúp ngân hàng SCB trả lời hội đồng xét xử về cáo buộc sử dụng gần 34 tỷ đồng là tiền do bà Lan phạm tội mà có, ông Chu Lập Cơ, là chồng của bà Trương Mỹ Lan xác nhận việc bà Lan chỉ đạo thu cấp, chuyển tiền vào thẻ visa cho ông và ông có sử dụng. Ông Chu Lập Cơ thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Viện Kiểm sát xác định đủ cơ sở để khẳng định bị cáo Chu Lập Cơ đã cùng Trương Mỹ Lan hợp thức sử dụng số tiền gần 34 tỷ đồng. Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Phương Anh là phó giám đốc công ty SPG xác nhận cáo trạng nêu trên liên quan tới bị cáo là đúng. Ông Anh theo hồ sơ là đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan che giấu sử dụng số tiền 4.607 tỷ đồng bị cáo nguyễn phương anh được viện kiểm sát ghi nhận là thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với các tài liệu chứng cứ đã điều tra thu thập trong hồ sơ vụ án phối hợp tích cực hợp tác giúp cơ quan tố tụng điều tra làm rõ bản chất của vụ án đã có nộp tiền khắc phục hậu quả các bị cáo còn lại trả lời hội đồng xét xử thừa nhận hành vi phạm tội như đã truy tố, trong đó bị cáo Trần Thị Mỹ Dung là phó tổng giám đốc ngân hàng SCB bị cáo buộc giúp sức cho bà Lan sử dụng số tiền chiếm đoạt được thông qua hành vi phạm tội tham ô tài sản của ngân hàng SCB là 69.085 tỷ đồng, bị cáo Trần Thị Trương Khánh Hoàng là cựu quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB đã giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan hợp thức che giấu nguồn gốc và sử dụng số tiền là 104.180 tỷ đồng bị cáo Trịnh Quang Công là tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quản lý Acomen đã giúp cho Trương Mỹ Lan che giấu hợp thức sử dụng số tiền chiếm đoạt là 15.694 tỷ đồng. Bị cáo Trần Thị Hoàng Uyên là thư ký của bà Trương Mỹ Lan đã giúp sức cho bà Lan che giấu hợp thức sử dụng số tiền là 5.824 tỷ đồng chiếm đoạt được và Trần Xuân Phượng là thư ký của Ngô Thanh Nhã em dâu Trương Mỹ Lan đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan che giấu hợp thức sử dụng số tiền là 325 tỷ đồng. Cũng trong tội danh rửa tiền, còn có bị cáo Bùi Văn Dũng là lái xe riêng của Trương Mỹ Lan. Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Dũng khai nhận, hàng ngày ông Dũng đến công ty, bà Lan đi đâu thì ông Dũng chở. Ngoài ra khi được thông báo chở tiền thì bị cáo Dũng đưa xe đến ngân hàng. Tại đây, tiền đã được đóng thành từng thùng và chất lên xe. Sau đó bị cáo Dũng chở tới nhà bà Lan và trụ sở tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bị cáo Bùi Văn Dũng nói rằng mình không biết nguồn tiền ở đâu có, bị cáo không được hứa hẹn gì. Mỗi lần trở tiền, bị cáo được trả 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Từ cuối năm 2018 đến tháng 8 năm 2022, bà Lan chỉ đạo Dũng đến ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn gặp Thái Thị Thanh Thảo là giám đốc dịch vụ khách hàng wholesale và Trần Thị Thúy Ái là kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ quỹ để nhận tiền và thực hiện chuyển tiền về giao lại tại nhà cho bà Lan và trụ sở tập đoàn. Việc nhận tiền và giao tiền cho các cá nhân đơn vị đều được ông Dũng ghi chép trong sổ tay cá nhân. Ông Dũng đã nhận vận chuyển tổng số tiền là 108.878 tỷ đồng và 14.757 đô la Mỹ, trong đó có 6.330 tỷ đồng là tiền có nguồn gốc do Trương Mỹ Lan phạm tội mà có. Hành vi của Bùi Văn Dũng đã giúp cho Trương Mỹ Lan che giấu hợp thức số tiền là 6.630 tỷ đồng chiếm đoạt được thông qua hành vi phạm tội là tham ô tài sản và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Trương Mỹ Lan cho biết đồng ý dùng hàng trăm tài sản của gia đình tập đoàn để khắc phục hậu quả cho trái chủ, trong đó có siêu dự án tại tứ giác trung tâm quận 1. Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan nói trong phần trả lời các luật sư của mình ngày 24 tháng 9, bấy lâu nay bị cáo tính số tiền bồi thường cũng đã được khoảng 40 tỷ đồng rồi, nhưng tiền chưa tới tay bị hại, bị cáo không muốn người mua trái phiếu phải lo lắng nên đồng ý bán rẻ dự án để có tiền khắc phục cho trái chủ. Tại ngày thứ tư diễn ra phiên xử, sau khi tòa và viện kiểm sát thẩm vấn, đến phần các luật sư hỏi bà Lan để làm rõ các sai phạm cũng như là khả năng khắc phục 30.000 tỷ đồng thiệt hại cho 35.824 trái chủ đã mua các gói trái phiếu khống do bị cáo và đồng phạm phát hành. Bà Lan bị cáo buộc đưa ra chủ trương sử dụng các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu. Bà đã họp bàn với các nhân sự chủ chốt của Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, Công ty Chứng khoán Tân Việt, TVSI chọn và sử dụng 4 công ty thuộc tập đoàn là An Đông, Sanigua, Thuận và Secha phát hành 25 mã trái phiếu khống với tổng khối lượng là 308.691 triệu trái phiếu để huy động vốn chiếm đoạt tiền. Bà Lan nói và một lần nữa nhắc lại lời khai chỉ cho SCB mượn các công ty để phát hành trái phiếu, xử lý khó khăn về tài chính. Bị cáo khẳng định bản thân và tập đoàn Vạn Thịnh Phát không có nhu cầu phát hành trái phiếu khi luật sư Phan Trung Hoài hỏi về thực trạng SCB, bà Lan cho biết mình chỉ là một cổ đông, không trực tiếp điều hành, không biết về vấn đề tài chính của ngân hàng này. Bà Lan nói bị cáo chỉ biết, ngày nào cũng có người nói chị ơi SCB thiếu tiền, chị ơi cần đưa thêm tài sản. Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Vân Trần đã dốc hết tâm huyết vào việc tái thiết SCB, đã huy động gia đình bạn bè trong và ngoài nước để có tài sản đưa ngân hàng này thoát khỏi cảnh khó khăn. Do đó, khi được Nguyễn Phương Hồng nói cho mượn pháp nhân của Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu thì đã đồng ý. Bà Lan trình bày bị cáo rất ân hận vì đã cho mượn những công ty ấy để phát hành trái phiếu, dẫn đến hàng nghìn người dân phải khổ sở mất tiền, chứ không phải ân hận vì chiếm đoạt tài sản của người dân. Bị cáo xin chịu mọi trách nhiệm về hậu quả xảy ra.